giải thiếp nữa rồi. Trong nó nữa đúng không? Bà sao vậy? Tôi đã nói rồi, nó không có gì ở đâu. Lo mừng ba cái bánh cho kịp giao thừa, cúng kiến đồ được chứ. Trong ngóng hoài chiếc á. Biết đâu Tết này rồi không chừng nó về sao? Nó nói là nó không có gì à được. Trong cái gì? Nhà người ta con cái Tết nhất sum vầy, vui vẻ. Nhà này hai vợ chồng có một đứa con à, mà Tết nó cũng không chịu về nữa. Để hai vợ chồng già ngồi nhìn nhau như hai con khỉ vậy. Phải rồi, tôi là con khỉ già. Bởi vì bây giờ tôi không còn xuân sắc, không còn hấp dẫn quyến rũ bà nữa đúng không? Cười cái gì? Nói mà biết nghĩ cho con bây giờ á. Con mình nó là thanh niên trai tráng, nó phải có công danh sự nghiệp. Trời đất ơi, nó đi làm, đi học hành, làm ăn xa thì mình phải cổ vũ cho con mình. Đó bây giờ tôi hỏi bà nè, kêu nó gì như vậy? Rồi có phải là đường xá bây giờ là xe cộ nó kẹt tùm lum đúng không? Ừ đúng rồi, đường xá xe cộ dữ lắm. Rồi nó đi gì như vậy? Rồi là phải tốn tiền tốn cộ chứ đâu phải là tự nhiên về được đúng không? Tốn tiền chứ. Biết nói như vậy, mình là cha mẹ là mình phải hy sinh cho con đúng không? Ừ thì phải hy sinh. Mà con nó không về như vậy thì mình không được trách con đúng không? Không trách. Đâu có trách đâu. Mà bà nghĩ sao buồn? Ủa tôi thấy nhà mình vui quá trời quá đất, buồn cái gì mà buồn? Đó, gói bánh cũng có hai người ha, ăn cơm cũng có hai người, Tết rần rần cũng có hai người. Làm gì mà trách nó, thấy không? Tôi nói rồi là nó không về, tôi cũng không có trách nó đâu. Trách gì Tết. Nhưng mà tôi vẫn muốn nó về. Vậy thôi. Thì tôi cũng muốn nó về vậy. Nịnh. Thôi. Trời ơi, bà có biết bà khóc ghê lắm không? Hả? Trời ơi, thôi. Gần tới giao thừa rồi, làm cái gì cho nó vui làm đi, đừng khóc, tôi sợ lắm. Ha. Hát đi. Thôi. Hả? Buồn không có hát gì hết. Ủa tôi đâu kêu bà hát nhạc vui đâu. Bà hát nhạc vui tôi chết liền á. Hát cái khúc dân ca mà hồi xưa. Cũng vì cái khúc dân ca đó mà tôi cua bà rồi mình thành vợ thành chồng đó, nhớ không? Không. Hả? Không có hát. Nói tôi mắc cỡ. Tôi nhớ như in ở trong đầu của tôi. Hồi nằm bà ngồi ở cái bến sông, bà giặt áo, tôi trèo xuồng đi ngang. Trời ơi nó đẹp không tưởng tượng được. Cái tôi đá lòng nhèo cạch cạch vậy nè. Tôi vũ áo thạch thạch. Rồi vậy cây dính luôn. Hát đi. Thôi hát. Tôi đang nỉ hát đi mà. Không hát rồi. Ơi dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê em nhớ, mang đôi điều rằng em nhớ thương anh nhiều. Trong dời xa dường như tôi thấy chiếc áo nàng phơi. Dòng sông chờ mãi người ơi, thương nhớ hoài dù chưa hẹn trầu cao. Giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Nghe nôn nao như chiều 30 Tết, bếp than hồng mẹ nấu bánh chưng xanh.
Lời dân ca như phù sa con sông, thương quê hương thương giường cao luôn ra. Câu dân ca giao thừa nơi xa xứ, có mùa xuân đến từ quê nhà. Hát nữa đi em bài hát dân ca, câu dân ca mang tình xuân bao la. Câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca. Ai mang xuân từ thứ hồng hoa thắm, giao thừa nghe một khúc dân ca, bài dân ca tha thiết đậm đà. Người xa quê nghe bài dân ca, câu dân ca ấm lòng người đi xa. Em mơ sao một ngày xuân năm ấy, có nhau về cùng hát khúc dân ca. Lời dân ca như dòng sông quê ta, như hương cao hương dừa đang trổ hoa. Như đêm trăng bên đường em tát nước, chiếc gạo con múc cả trăng nhà. Trời ơi, trời ơi, Toàn ơi, con về rồi hả con? Trời ơi, bà, kêu má, bà ơi, thằng Toàn nó về rồi bà ơi. Trời ơi, kêu mừng quá con ơi. Trời ơi, nè nè, đi qua tới hỏi thăm nè. Qua đây, ta. Đi. Má, con về rồi. Nè, nè. Toàn, mà dạ. Con đi đường con có mệt không? Dạ, con không có mệt. Con đi nè. Sao? Hả? Con có đói bụng không? Dạ, con ăn rồi. Rồi nè. Dạ. Mà sao con nói con không về mà sao giờ con về vậy? Má ơi, lúc đầu con định không về, nhưng con nghĩ giao thừa là lúc cả nhà mình cần phải sum họp bên nhau. Đúng cho rồi. Nên nhất định con về. Nè. Dạ. Con một mình bà hả? Không có tôi bà đẻ được nó không? Đi qua đây, mày đi qua đây cho tía. Đi qua đây. Trời đất ơi, cho tôi hỏi con cứ một câu. Nè nè, con nghe tôi hỏi nha con. Nè, con đi đường vậy á, con có mệt không hả? Tôi hỏi rồi. Hỏi rồi. Vậy hả? Rồi ăn uống gì chưa? Vậy tôi cũng hỏi rồi. Dạ, má hỏi rồi. Nè, sao nói không về mà về hả? Rồi. Dạ, hả? Câu này con trả lời rồi luôn. Ủa, có ba câu bà dành bà hỏi hết, tôi hỏi gì? Hả? Dạ. thôi, vậy không, vậy. Bây giờ tía còn một câu nữa. Trời, tía có nữa hả? Câu này câu mới nha. Mới nha tía. Không đụng luôn. Rồi. Nè, mày có cái bài xuân nào nó vui vui, nó kích động chút không? Bài xuân của má mày buồn quá. Dạ có. Tiếng cười rủ nhau vui ca, từng đám
đón chào mừng. À theo tiếng pháo đi đùng, mừng xuân nay đã về rồi, ba năm đông đã vượt qua. Lập cháy vang tiếng chào mừng, năm xuân duyên dáng về rồi, về sẽ bao thắm tươi vui, lòng ta thấy yêu đời. Xuân đã về, xuân đã về, kìa ba ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thưa tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân xa, xuân xa. Xuân đã về, xuân đã về, ta hát vang chào mừng xuân xa, xuân xa. Thừa nghe một khúc dân ca và xuân đã về. Chúng tôi chào đón quý vị đang đến với một năm mới và tất cả chúng ta đang đến với những ngày đầu tiên của năm mới xuân Đinh Dậu. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi, chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân 2017 đêm nay đêm giao thừa với chủ đề Xuân Phát Lộc. Và Đình Toàn chúc tất cả quý vị một năm mới nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe. Và Quang Thảo cũng xin kính chúc toàn thể quý vị một năm đầy tài lộc. Đừng quên, chúng ta sẽ gặp nhau vào tối mai, tối mùng 1 Tết cũng với chương trình Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân với chủ đề Tết Xuân Vầy. Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông. Trên cánh đồng chim hót mừng, đang thưa tha từng đàn tung bay vui say. Xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi.